vẫn làm đấy, đuổi không sang đuổi chứ mà. Vẫn chưa chín à? Vẫn bị dùng
Rồi. Vậy đi.
Cái này chính gạo ngọt mà. Để chúng mình lấy 1 tiếng. Có biết bao nhiêu tiền. Mình có 2 triệu thì chi hết hơn triệu rồi. Nó có mấy trăm luôn. Quay rồi mà. Bỏ đi. Gần lại rồi. Wow.